Em xin kính chào các bác đến với video của em ha, kênh Hàng Nhật Bãi. Thì kênh của em chuyên bán nồi cơm bếp ga, bếp từ của nội địa Nhật. Thì địa chỉ và số điện thoại chốt đơn bên em ha. Địa chỉ của em nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì số điện thoại chốt đơn bên em là 0919407501. Cái cú pháp để chốt đơn là các bác ưng cái mẫu bếp, mẫu nồi nào các bác chụp màn hình gửi qua Zalo cho em. Thì bên em có hai hình thức mua bán. Thứ nhất là các bác chuyển khoản đủ số tiền của mặt hàng thì em bao ship, thứ hai là các bác cọc cho em để em gửi hàng cho mình, thì tiền cọc cũng vào từ trừ vào tiền hàng. Thì đối với bếp ga thì các bác cọc cho em 500.000, còn lại thanh toán bên giao hàng và tiền ship. Thì em bán bếp ga bảo hành cho các bác là 6 tháng, thì nếu mà hết 6 tháng bảo hành thì em cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các bác. Nhưng các bác không biết, không rõ nắm bắt được cái vấn đề về bếp ga hoặc là nó có trục trặc gì, qua 6 tháng bảo hành em vẫn hỗ trợ cho các bác để các bác yên tâm sử dụng. Thì trên màn hình các bác đang xem là một mẫu bếp ga Gynai mặt men sản xuất 2018 của nội địa Nhật, và bếp của mình hình thức đẹp tầm 90 trên 95%. Đó thì bếp của mình là màu trắng kem, cái sườn bếp thì màu trắng kem lợt, còn cái mặt bếp thì màu trắng kem đậm, nó dạng như màu be vậy đó các bác. Thì cái mặt bếp này quá đẹp, đây nó có kim tuyến đây các bác thấy không, đó màu vàng vàng đó, óng ánh màu kim tuyến luôn các bác thấy không. Đó gồm ở cho em thì mặt bếp rất là đẹp luôn nha, trên mặt bếp thì không có chày xước cắn mớp gì hết đó. Thì được cái là đây có cặp kiềng bằng inox luôn nè, cái bếp này nó quá là mới đẹp luôn, tại vì về hàng vừa cập bến về luôn nha các bác. Thì em bán theo cặn thèm các bác là một cặp pin và có là lắp lưới chống chuột miễn phí cho các bác luôn. Đây thì cặp pin để ở đây ha, em cặp pin Panasonic xịn sò. Thì em bán em sẽ tặng cho các bác một cặp pin như thế này và sẽ để trong cái ngăn này. Thì đối với một số trường hợp của một số bác ha, thì lưu ý giúp em để cặp pin ngay chỗ này thì mình có thể là mình kéo ra, thì mình đóng em đóng hàng em sẽ bỏ cái cặp pin vào đây và bỏ hai cái kiềng vào trong đây đó, hai cái kiềng này đó vào trong đây. Thì một số có tình trạng như thế này, em để cặp pin như đây ha, nhưng mà đôi khi là bên giao hàng người ta thấy mạnh tay quá, cặp pin nó sẽ rớt vào bên trong. Thì các bác nhận hàng các bác dạch cái đít cái bếp lên, các bác gỡ cái lú chống chuột ra và các bác là sẽ lấy cặp pin ra giùm em ha. Lưu ý giúp em như vậy ha, những mặt hàng em bán đều rất là đảm bảo và có bảo hành cho các bác là 6 tháng. Thì như em nói gì đó, sau qua 6 tháng còn sẽ hỗ trợ các bác kỹ thuật luôn. Thì bếp của mình là rất là đẹp nha các bác, tại sản xuất 2016 này, 2018 này chứ, tháng 7 2018. Em mặt là kim tuyến nè, màu dạng màu be gì đó các bác, rất là đẹp nha, màu trắng kem đậm luôn, nền thì trắng kem lợt nó rất là đẹp, sườn khung sườn đồ cũng rất là đẹp, không có cắn mớp bể dở gì hết, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhưng là được em tuyển chọn còn rất là mới đẹp nè các bác thấy không. Nói chung là cái bếp này rất là đẹp, em chưa có gắn lưới chống chuột nha các bác, khi bán em sẽ gắn lưới chống chuột đó, bít mấy chỗ này hết. Vì sao? Tại vì hiện tại thì em cái bếp này nó mới về luôn, cho nên là em thấy nó rất là đẹp, em đã test là ok ngon lành, em sẽ đăng lên liền cho các bác nào mà đã theo dõi kênh em mà đã chưa có mua được đó, thì các bác nhanh tay lên, thì em đảm bảo cho các bác là chất lượng một hình thức đẹp mê ly luôn. Các bác mua tặng bà xã, tặng anh chị em, ba mẹ rồi thì cái bếp này nó rất là còn mới, và nó kiểu như mình tặng thì mình chọn cái đồ tốt đồ xịn, mình tặng cái đồ mới đồ đẹp thì nó kiểu nó trang trọng hơn, thì nó vậy. Thì bếp Nhật thì các bác đã nắm rõ rồi, thì đó là nó có sẽ có tiết kiệm 3 đến 40% ga cho mình, và nó có chống tràn chống cạn, và nó tự động ngắt ga khi gió thổi, tự động ngắt ga khi là bếp của mình cạn, lò của mình cảm biến là nhiệt độ 250 độ C, nó sẽ là cảm biến tắt lửa, và khi mình mò ga hay là nó tác động vào những cái nguồn ga khác nó sẽ không có bật lên. Thì không để các bác chờ lâu, em sẽ cắm ga vào, sẽ test chức năng chống cạn nước, chống gò rỉ ga cho các bác xem nha. Kính thưa các bác, em đã cắm ga vào nha các bác. Thì bây giờ không còn cái vấn đề gì khác, mình bắt đầu test cho đi vào có những cái chức năng, cái tính năng mà rất được các bác ở Nhật hay là ở Việt Nam đều ưa chuộng. Thì mình nhấn vào nút này cho em. Đó, rồi các bác giữ khi nào nó kêu hết tạch tạch các bác buông ra nha. Này, nhấn mạnh mạnh vào giúp em nha. Đó. Rồi, buông ra. Thì bên đây cũng vậy luôn, thì cái này tăng này giảm nè đó. Này tăng là thì nút nhấn hiện đại cho mình luôn ha, kiểu như là nó sang trọng á.
Nó hiện đại, bên đây cũng vậy luôn. Đó, rồi, buông ra cho em. Giảm này. Nó tăng này. Đó, thì nó ok vậy nha các bác. Rồi, bắt đầu là lò nướng, bấm ra cho em. Thì như em nói đó là nướng mình là green đó, rất là ok nha. Đó, thì mình điều chỉnh đây cho em nè, tắt này, giảm nè, đó rồi mình không xài thì mình tắt bấm lúc này, mình xài bấm lên lúc này đó, rồi ok nha các bác. Đó, bấm lên như nè, đó rồi tăng giảm rồi tắt cho em, nó đơn giản vậy thôi. Các bác mua hàng mà kiểu như mình không gành á thì mình có thể tham khảo thêm nha các bác. Đó. Cái gọi về trực tiếp cho shop hướng dẫn cho các bác. Các bác yên tâm buôn bán còn bảo hành còn trách nhiệm nữa. Chứ không có mà để các bác mà kiểu mà không gành mà để mà tự mình lấy đâu. Hàng em bán ra em rất là cái kiểu mà như là em kiểu hướng dẫn tận tình cho các bác. Nhiều khi các bác mua món hàng bạc triệu về mà các bác không dành xài rồi cái kiểu như mình nên kiểu như mình tức tối lắm, kiểu như mà không có thể phát dụng hết tác cái phát huy của cái chức năng của cái bếp thì nó phí. Thì đây em sẽ test cái chức năng này là cái chức năng chống khát nước, đây bật cao lên nha các bác, bật cao lên thì một tí xíu nó làm bếp của mình cảm biến là nó cạn nước, nó bắt đầu nó sẽ giảm đấy các bác ha. Nó gọi là một tí xíu nó khóa ga nó tắt luôn. Dù cho các bác có mồi quẹt, học quẹt hay là các bác có xịt bình ga vào hay là như thế nào nó cũng không có mà cháy lại nha. Thì cái tính năng này rất là được các bác ở Nhật ưa chuộng và những bác ở Việt Nam, không có nói riêng gì các bác ở Việt Nam thì rất là nhiều đã ưa chuộng và tin tưởng dùng thêm hoặc biếu ginh bếp hiệu Vina này, nó rất là được ưa chuộng luôn các bác. Màu trắng kem thì các chị rất là thích nha. Thì bên đây nó tắt, bên đây rồi, bên đây cũng đã tắt luôn. Thì như những gì em nói, em sẽ là thí nghiệm làm sẽ mồi ra vào đây xem nó có cháy lên không. Thì thí nghiệm thì nó cũng như trên thôi, em đã quay đã test hết trơn rồi, nhưng mà để quay cho các bác xem thì sẽ như trên đây đây các bác thấy không. Đó, các bác xem giúp em nha, em mở giúp em nha. Đó, ok, ngon lành cành nào thôi. Giờ tới qua bếp bên đây, bếp đẹp lắm em nói trời ơi, cái bếp này quá đẹp luôn, em phải quay lập tức luôn, dù chưa có thời gian làm cái lưới chống chuột nhưng mà em cũng phải quay liền cho các bác xem, tại vì cái bếp nó quá đẹp này, cái kiềng bếp này các bác ơi nó mới tinh luôn này, bằng inox luôn đó, cho nên là em phải là quay liền. Các bác nào mua, tại vì những mặt hàng em bán á thì những bác đã theo dõi thì cũng đã có một số cái ý định mua rồi, nhưng mà kiểu mình chậm tay á thì các bác hãy chốt ngay cho em này, cho em cái bếp Gagina 2018 này đẹp cực kỳ. Thì em đã test ngon lành cành đào hết, thì phần cuối cùng là phần báo giá. Bây giờ là bắt lên lại nè. Đó, nó lửa vẫn bình thường nha các bác. Đó, nó giảm nè, bên đây cũng bình thường bên đây. Giảm, tăng, giảm. Thì không để các bác chờ lâu ha. Thì bếp Gemini mặt men màu trắng kem, mà ở trên đây mặt bếp thì có kim tuyến luôn, dạng như màu be vậy đó các bác. Đó, có kim tuyến rất là óng ánh, rất là đẹp luôn. Thì nói chung là ở ngoài còn đẹp hơn trong hình này rất là nhiều lần luôn, em khẳng định như vậy ha các bác ha. Thì em bếp em đang để với giá yêu thương các bác là giá 2,7 triệu. Mua hàng chuyển đủ 2,7 triệu em bao ship cộng 500.000 thì các bác trả tiền ship, nhận hàng được kiểm tra trước mặt vô cùng. Nhắc lại là bên em bán bếp có bảo hành các bác là 6 tháng. Khi hết 6 tháng bảo hành, bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật. Thì những thắc mắc hay các bác không gành gì đó, em sẽ tận tình hỗ trợ các bác. Các bác kết bạn số điện thoại để mình chốt đơn. Cú pháp như sau là các bác ưng cái mẫu bếp nào, các bác chụp màn hình lại, các bác gửi qua Zalo đây cho em. Thì em không lên mã gì hết, các bác chụp màn hình gửi qua Zalo cho em là 0919407501. Địa chỉ em đang bán nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mong rằng các bác ở gần khu vực ghé qua ủng hộ. Thì những bác nào ở gần khu vực Bình Chánh thì có ghé qua được cửa hàng nha, thì em bớt cho các bác lấy lọc 100k duy nhất. Ghé qua thì em sẽ bớt các bác 100k. Còn mua giá trên video, em tốn tiền đóng thùng xốp, em tốn công
đi gửi thì đúng giá niêm yết 2 triệu 7. Thì những bác đã có xài hàng Nhật và những bác đã hiểu biết về bếp ga, đã từng có mua trải nghiệm, thì các bác nghe em đưa ra một cái giá này thì các bác biết rồi, em bán rẻ hơn những shop khác tới vài trăm ngàn lận. Tiêu chí của em là chất lượng đặt lên hàng đầu, vì những bác chất lượng thì các bác sẽ tìm tới thôi. Còn những mà hình thức thì em bán thì đảm bảo những bếp em là rất là đẹp và chất lượng thì ok, thì không có để quá thời gian của các bác. Thì em xin chúc các bác xem được video vui vẻ, sức khỏe dồi dào, may mắn tài lộc. Các bác xem được video nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em. Chân thành cảm ơn các bác.